chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Zelensky nói về mục tiêu mới của Nga và khả năng nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ủng hộ dự thảo luật về các công ty quân sự quốc tế. Bảo Mỹ liệt kê danh sách lãnh đạo trục kháng chiến Iran bị sát hại 10 tháng qua. Hezbollah mắc sai lầm nghiêm trọng, một chỉ huy thiệt mạng. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Ukrainska Pravda, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky mới đây đã đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông Pháp rằng toàn bộ tiền tuyến ở miền Đông đang có thách thức lớn. Sau khi thất bại trong cuộc tiến công của vùng Kharkov, đối phương đã chuyển trọng tâm. Mục tiêu của đối phương hiện tại là thành phố Pokrovsk. Đối phương đang quyết tâm tiến tới Pokrovsk. Ông Zelensky nói, sau Pokrovsk, Nga có thể tiếp tục mở rộng tiền tuyến ở vùng Donetsk, nhắm tới các thành trì quan trọng khác như Konstantinovka, Toresk và Slavyansk đồng thời cho biết Nga đã tập trung một lượng lớn binh lực, vũ khí và dành phần lớn nguồn lực cho mặt trận Pokrovsk. Kể từ khi Nga mở cuộc tiến công ở vùng Kharkov vào tháng 5 năm 2024, một số chuyên gia phương Tây nhận định đây rất có thể chỉ là đòn tung hỏa mù. Bằng cách tấn công vùng Kharkov, Nga đã buộc Ukraine rút bớt lực lượng ở miền Đông. Tuy nhiên, với đánh giá của ông Zelensky, Ukraine có thể một lần nữa điều động các lực lượng chủ lực ở Kharkov về hỗ trợ cho tiền tuyến ở vùng Donetsk. Nói về khả năng nhượng bộ lãnh thổ trong một cuộc phỏng vấn ông Zelensky khẳng định bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được giải quyết bởi Tổng thống, bất kỳ người nào khác trên thế giới hoặc tất cả các Tổng thống trên thế giới mà không có người dân Ukraine. Theo ông Zelensky, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga nếu có xảy ra là vấn đề nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ được xem xét nếu nó được người dân thảo luận một cách công khai. Ông cũng nói thêm, gần đây cũng có một số người hỏi tôi rằng liệu ông có thể chấp nhận ý tưởng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và nhận được thứ gì đó? Ví dụ như đảm bảo an ninh, tư cách thành viên NATO, tư cách thành viên EU. Nhưng chính quyền Kiev không có quyền nhượng bộ lãnh thổ, điều này là vi phạm hiến pháp Ukraine. Ông Zelensky cho rằng, nếu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, điều kiện tiên quyết là người dân Ukraine phải mong muốn như vậy và thể hiện trong một cuộc trưng cầu dân ý. Về quan điểm cá nhân, Tổng thống Zelensky cho rằng đó không phải giải pháp tốt nhất cho Ukraine việc kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine chắc chắn sẽ là chiến thắng cho Nga. Tuy nhiên, sau một thời gian ngừng bắn, đối phương có thể quay trở lại và tấn công. Đây thực sự là một bài toán khó. Bình luận về khả năng đàm phán với Nga, ông thừa nhận Ukraine có thể không giành lại được lãnh thổ bằng biện pháp quân sự. Ông nói, tôi tin rằng điều này sẽ mất nhiều thời gian và phải trả giá rất lớn về nhân lực. Và tôi nghĩ rằng đây là một điều tồi tệ. Do đó, tôi tin rằng chúng ta có thể giành lại lãnh thổ của mình bằng con đường ngoại giao. Chính vì điều này mà chúng ta đã tạo ra công thức hòa bình. Từ đó, Ukraine có thể gây áp lực để đối phó Nga. Theo ông Zelensky, Nga nên được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai để các bên có thể giải quyết xung đột trên bàn đàm phán. Nếu không, Ukraine sẽ không đạt được kết quả có ý nghĩa. Ông nhấn mạnh rằng, vì cả thế giới muốn Nga có mặt trên bàn đàm phán, nên chúng tôi không thể phản đối. Tờ Moskowski Komsomolet của Nga mới đây cho hay sau chiến đấu cơ F-16 do Hà Lan cung cấp đã tới Ukraine. Kiev sẽ sớm nhận thêm các máy bay F-16 từ Đan Mạch. Số lượng cụ thể vẫn chưa được công bố. moskovsky Komsomolet cho biết, ngay sau khi F-16 vừa đặt chân tới Ukraine, đã xuất hiện các đoạn video cho thấy có một máy bay chiến đấu của NATO bay qua vùng Elviv. Ngay sau đó là hình ảnh các vụ nổ và cột lửa thắp sáng bầu trời đêm do bộ ba sát thủ của Nga gồm tên lửa Iskander, Kalib và máy bay không người lái cảm tử Shahed 136 đồng loạt tấn công trực diện mục tiêu. Moskowsky Kosomolet viết, Nga đã đáp trả F-16 bằng Iskander và Kalib, đòn dáng khốc liệt và chính xác. Theo tờ Uranews của Nga, chiếc máy bay NATO mà Moskowsky Kosomolet đề cập được xác định đích xác là F-16. Một bức ảnh chụp chiếc máy bay này tại vùng Lviv cũng đã được kênh Telegram quân sự Military Informant đăng tải. Cùng với các đợt tấn công tên lửa ồ ạt của Nga, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng việc F-16 tới Ukraine sẽ không phải là thuốc chữa bách bệnh cho lực lượng vũ trang của Kyiv. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh F-16 sẽ bị bắn hạ và không thể làm thay đổi đáng kể tiến trình của cuộc xung đột. Theo giáo sư Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp về sức mạnh và công nghệ không quân tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, dù có nhận được F-16, Ukraine vẫn phải căng mình bảo vệ những khí tài này khỏi hỏa lực của Nga, trong khi chúng vẫn nằm trong các căn cứ quân sự. Theo giáo sư Bronk, dù có những lợi thế nhất định so với các loại tên lửa đời cũ, tiêm kích F-16 cũng chưa phải là một loại vũ khí toàn năng. Ông nói, nếu bay cao, tiêm kích F-16 sẽ dễ bị hệ thống phòng không của Nga tấn công. Nếu bay thấp, chúng sẽ phải bay sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga để tên lửa có đủ tầm bắn và điều đó thậm chí còn mang lại rủi ro lớn hơn. Chuyên gia Anatoly Kravchinsky nhận định rằng các tiêm kích F-16 sẽ chỉ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine nhờ khả năng đánh chặn tên lửa hành trình. Trong khi đó, các hệ thống Patriot có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, một số báo cáo được đưa ra cách đây vài tháng cho thấy Nga đã cải tiến các tên lửa Iskander và kiza để chúng có tầm bắn xa hơn, đầu đạn nổ mạnh hơn tăng cường khả năng né tránh hệ thống phòng không của đối phương, tạo ra các tính năng liên lạc tiên tiến hơn, cho phép chúng phối hợp với nhau trong các vụ phóng hàng loạt. Nhiều chuyên gia lưu ý, tên lửa Iskander sẽ là mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine tiếp nhận từ phương Tây. Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine vừa qua đã phá hủy hàng chục UAV vào trong cuộc tấn công thứ bảy của Nga vào thành phố này. Ông Popko cho hay trên Telegram đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine bằng các UAV tấn công trong suốt cuộc xung đột. Theo ông, theo các báo cáo, chưa có thương vong hay tổn thất nào ở Kiev. Quy mô toàn bộ của cuộc tấn công vẫn chưa rõ. Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời các binh sĩ nước này chiến đấu ở Ukraine cho biết các cuộc tấn công nhắm vào một số sân bay quân sự và các nhà kho quân sự trên khắp Ukraine. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo của Nga. Kiev và hầu hết khu vực trung tâm cũng như phía đông Ukraine đều đặt trong cảnh báo tấn công trên không. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết cuộc tấn công vào thành phố này đến từ nhiều hướng. Các nhân chứng chia sẻ với Reuters rằng họ nghe thấy tiếng nổ một vài lần trong đêm và những âm thanh giống như các hệ thống phòng không được triển khai để đẩy lùi cuộc không kích. Lực lượng không quân Ukraine cho biết thêm các nhóm hỏa lực cơ động, hàng không chiến thuật, hàng không quân đội, đơn vị tên lửa phòng không và tác chiến điện tử đã cùng tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Tên lửa KH-59 của Nga cũng bị bắn rơi khi đang nhắm mục tiêu vào tỉnh Mykolaiv. Chính quyền Kiev thông báo hàng chục nghìn người đã phải tìm nơi ẩn náu trong các nhà ga tàu điện ngầm của thành phố giữa lúc hàng loạt UAV Nga triển khai tấn công. Thủ đô không phải là thành phố duy nhất bị tấn công ở khu vực Kiev. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng đã được báo cáo ở khu vực Brovary. Mục tiêu có thể là một căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đóng ở đây. Hai tên lửa đạn đạo Iskander M của Nga cũng đã tấn công thành phố Bila Tsevka, nằm ở ngoại ô phía tây nam của thủ đô. Theo các báo cáo của Ukraine, thành phố bị tấn công bởi các tên lửa được phóng từ vùng Voronezh của Nga. Do đó, khoảng cách của các cuộc tấn công được báo cáo là hơn 600 km. Tầm bắn chính thức được công bố của tên lửa đạn đạo Iskander M không quá 500 km. Tuy nhiên, một số báo cáo gần đây thông tin rằng quân đội Nga có tên lửa mới cho các tổ hợp Iskander M. Loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km. Một trong số các mục tiêu quân sự bị tấn công ở Puntava là sân bay quân sự Mirgorod. Theo các báo cáo sơ bộ, ít nhất 5 cuộc không kích của Nga đã được ghi lại trong khu vực sân bay. Một nhà kho quân sự có thể đã bị phá hủy. Một vụ nổ lớn cũng đã xảy ra ở khu vực kho nhiên liệu lớn Ponta Toplivo nằm gần Mirgorod. Sân bay Mirgorod cũng là mục tiêu của cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy máy bay của không quân Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để thực hiện các hoạt động trên không. Sân bay này được cho là sẽ trở thành một trong những căn cứ đặt máy bay chiến đấu F-16 của NATO vốn được cho là đã đến Ukraine. Gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ủng hộ ý kiến dự thảo luật về các công ty quốc phòng quốc tế, quy định những hoạt động của họ ở trong lãnh thổ nước này. Mục đích của dự luật là thiết lập địa vị pháp lý và quy trình hoạt động của các công ty quân sự quốc tế IOC được thành lập ở Ukraine, tham gia những hoạt động quốc phòng và cung cấp dịch vụ ở nước ngoài. Dự luật quy định về việc thành lập một cơ quan chính phủ mới, cơ quan nhà nước Ukraine dành cho các công ty quốc phòng quốc tế. Cơ cấu này sẽ trực thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đảm nhận chức năng điều chỉnh và quản lý các hoạt động của IOC. Trách nhiệm của cơ quan mới sẽ là quản lý các dịch vụ quốc phòng, kiểm soát trang thiết bị và việc sử dụng vũ khí, cùng với đó là giám sát những hợp đồng quân sự đã được ký kết để tránh gây thất thoát ngân sách. Các IOC sẽ phải đăng ký và hoạt động tại khu vực giáp danh hoặc trên lãnh thổ những quốc gia mà Ukraine coi là đối thủ. Điều này nhấn mạnh tính chất chiến lược của đạo luật mới, đó là nhằm cải thiện an ninh tại địa bàn biên giới. Họ còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện chiến thuật cho binh sĩ và nhân viên thực thi pháp luật của quốc gia khác, tiến hành ra phá bom mìn, tư vấn trong lĩnh vực an ninh hoặc giải quyết xung đột một cách hòa bình. IOC cũng đảm bảo hỗ trợ các đồng minh của Ukraine, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế. Trong trang bị của IOC có vũ khí cỡ nhỏ, xe bọc thép gắn súng máy hạng nặng, hệ thống tên lửa chống tăng, thiết bị trinh sát và tác chiến điện tử. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng dự thảo luật với IOC được đề xuất không tuân thủ đầy đủ hiến pháp Ukraine, cũng như cần các đạo luật liên quan đến công tác phòng thủ cũng như tình báo. Ngoài ra, văn bản nói trên còn mâu thuẫn với Nghị định thư bổ sung Công ước Geneva ngày 12 tháng 8 năm 1949 và khuyến nghị của Công ước Montreux về hoạt động của các công ty quân sự tư nhân trong xung đột vũ trang. Ý tưởng tạo ra khung pháp lý cho hoạt động của các công ty quân sự đã được thảo luận từ lâu tại Ukraine, nhưng bây giờ mới được triển khai. Nhưng hoạt động này đòi hỏi phải có kinh nghiệm và tuân thủ khuôn khổ pháp lý quốc tế cũng như luật pháp quốc gia. Trên thực tế, Kiev vẫn đang tiếp nhận số lượng lớn tình nguyện viên nước ngoài. Những người bị Nga coi là lính tư nhân giờ đây có thể hoạt động công khai hơn, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Moscow. Theo ước tính, Kiev có thể mất từ vài tháng đến một năm để thực hiện bản kế hoạch nói trên. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp quyết tâm của họ, nhất là trong bối cảnh phương Tây quyết định hỗ trợ mạnh về vũ khí và đạn dược. Đáng quan tâm nhất là Ukraine có thể mở đường cho việc tuyển dụng phi công nước ngoài để điều khiển tiêm kích F-16 bởi đội ngũ phi công trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo Politico, Ukraine năm ngoái có 30 phi công đủ điều kiện bắt đầu đến Mỹ đào tạo lái F-16 ngay lập tức. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, Mỹ dường như nói với Ukraine rằng chương trình đào tạo của nước này chỉ nhận tối đa 12 học viên phi công trong một khóa. Hai cơ sở khác ở Đan Mạch và Rumani cũng gặp vấn đề tương tự về số suất đào tạo. Đây được xem là rào cản lớn của Ukraine khi họ muốn tăng tốc vận hành F-16 càng nhanh càng tốt để ngăn chặn đà tiến của Nga trên chiến trường. Trong một thông báo gần đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các binh sĩ thuộc nhóm quân phía Bắc đã sử dụng rất thành công trạm radar Irbis ở Ukraine. Hệ thống tinh vi này có thể trinh sát tới 150 km vào lãnh thổ của đối phương và được đánh giá là rất cần thiết trong các tình huống chiến đấu. Thông cáo báo chí của bộ này nhấn mạnh rằng Irbis có thể phát hiện hầu như mọi đơn vị hỏa lực của đối phương từ súng cối, pháo binh thông thường đến pháo phản lực cũng như các mục tiêu trên không như máy bay không người lái. Quân đội Nga báo cáo trạm radar Ibis cải tiến của họ đã ngăn chặn thành công nhiều nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine. Mỗi tên lửa bay tới đều được radar nhanh chóng xác định và thông tin quan trọng này được chuyển ngay đến các đơn vị phòng không để đưa ra phản ứng ngay lập tức. Các đơn vị pháo binh làm việc song song với các đội trinh sát vô tuyến. Khi xác định được mục tiêu, tổ điều khiển radar Ibis sẽ truyền tọa độ trực tiếp đến các đơn vị pháo binh và nếu cần sẽ hỗ trợ tinh chỉnh tọa độ mục tiêu cho họ. Theo các binh sĩ Nga, sự phối hợp này làm tăng đáng kể hiệu quả của các hoạt động phản pháo. Khi bước vào chiến đấu, những người điều khiển hệ thống radar sẽ nhanh chóng kích hoạt các màn hình máy tính, nhập tọa độ vệ tinh cần thiết và điều chỉnh máy định vị theo góc đã chỉ định để quét mục tiêu, thao tác rất đơn giản và nhanh chóng. Skiff, một người điều hành hệ thống radar Ibis, cho biết, chúng tôi xác định vị trí mục tiêu và chuyển chúng cho người chỉ huy. Theo người này, hệ thống hoàn toàn tự động và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Trạm radar này rất hữu ích, họ xác định bản chất của các mục tiêu và cứu mạng đồng đội của mình bằng cách truyền mục tiêu và tọa độ cho các đơn vị phòng không. Sự tập trung và tinh thần thép là chìa khóa trong lĩnh vực này, mặc dù hệ thống được tự động hóa hoàn toàn để ngăn ngừa lỗi, nhưng vẫn cần sự can thiệp liên tục của con người. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã chia sẻ đoạn phim giới thiệu về trạm radar đang hoạt động trên trang web của mình. Trong video, một phương tiện mang radar Ibis được ngụy trang cẩn thận đang di chuyển nhanh qua một khu vực rừng rậm và sau đó nó dừng lại dưới những bóng cây. Người lái xe khéo léo đưa chiếc xe vào vị trí ẩn náu. Hai người lính khác nhanh chóng xuống xe và mang theo những chiếc vali nhựa chứa các thiết bị tác chiến điện tử, súng chống máy bay không người lái để triển khai chiến đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong khu vực, phi hành đoàn nhanh chóng thu dọn các thiết bị và di chuyển đến vị trí mới. Nhiệm vụ phát hiện các vụ tấn công và vị trí triển khai của đối phương là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy mà các đơn vị radar thực sự là một thành phần không thể thiếu của quân đội Nga. Hệ thống tên lửa 9M123 Krizantema, tên gọi khác là Hoa Cúc Vàng, được biết tới là một trong những sát thủ diệt tăng mạnh nhất của Nga. Ngoài mục tiêu là xe tăng, xe thiết giáp, hệ thống tên lửa này có thể tấn công nhiều mục tiêu khác. Krizantema là hệ thống tên lửa chống tăng hiếm hoi trên thế giới, có khả năng làm việc suốt ngày đêm trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như băng giá, sương mù, tuyết rơi, bão cát. Hệ thống sát thủ này có thể vào trạng thái chiến đấu trong 20 giây. Tổ hợp tên lửa này bao gồm xe chiến đấu bộ binh 9P1572 Chrysanthema và các tên lửa 9M123. Xe chiến đấu được trang bị động cơ diesel tua tăng áp UTD 29V10 công suất 500 mã lực với hệ thống treo thủy lực khí nén giúp xe có thể cơ động tốt trên tất cả các địa hình. Với tốc độ Mach 1.3, tên lửa 9M123 Chrysanthema có thể bay được 1,6 km chỉ trong 4 giây, tiếp cận mục tiêu nhanh hơn nhiều so với tên lửa chống tăng có dẫn đường thông thường. Một nguồn tin khác của Nga cho rằng tốc độ tối đa của tên lửa có thể đạt Mach 1.9. Bệ phóng tên lửa có khả năng phóng tối đa 4 tên lửa mỗi phút bằng cách sử dụng bộ nạp tự động. Cục thiết kế chế tạo máy KBM thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, đơn vị chế tạo tên lửa này cho biết một trung đội gồm 3 tổ hợp Chrysanthema có thể vô hiệu hóa một đại đội gồm 14 xe tăng trong 2 phút với xác suất trúng mục tiêu ước tính là 60% mỗi lần bắn. Tên lửa 9M123 cũng có thể được sử dụng để chống lại các máy bay trực thăng bay thấp, nhưng không thể nhắm mục tiêu vào các phương tiện cách xa hơn 400 m Tên lửa 9M123M có tầm bắn gia tăng 68% so với phiên bản cũ, có thể được phóng từ trực thăng tấn công Mi-28NM Hà Vốc và K-52 của Nga. Tên lửa mới có đường kính khoảng 2,3 mét, lớn hơn phiên bản cũ 152 mm và ống phóng có trọng lượng nặng hơn. Liên Xô bắt đầu phát triển tên lửa Kryzantema vào những năm 1980 và biên chế cho quân đội vào năm 2005. Nhưng do giá thành cao nên quân đội Nga chỉ sở hữu khoảng 30 tổ hợp. Kryzantema ban đầu sử dụng kính ngắm do Ukraine chế tạo, nhưng sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã chuyển sang sử dụng kính ngắm của Belarus Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong đó có lệnh hạn chế Moscow tiếp cận vi mạch điện tử của phương Tây, có thể làm phức tạp thêm quá trình sản xuất xe chiến đấu 9P157-2 dành cho tổ hợp Chrysanthema. 9P157-2 là xe bánh xích được bọc thép viền nhôm nặng 19,4 tấn, có kiếp lái 2 người và có thể mang được 15 tên lửa Chrysanthema. Tên lửa được phóng từ bệ phóng có thể mở rộng, tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt và có radar quét mặt đất 150 GHz. Mặc dù tổ hợp không thể phóng tên lửa khi đang di chuyển, nhưng khi được bố trí phía sau một tòa nhà hay ngọn đồi, nó có thể mở rộng đầu dò tìm kiếm mục tiêu và bắn vào các vị trí của đối phương và rất khó bị phát hiện. Kịp lái có thể phóng tên lửa 9M123 chuẩn sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia laser hoặc phiên bản 9M123-2 dẫn đường bằng radar. Hai kênh dẫn bắn này được bảo vệ chống mọi biện pháp gây nhiễu từ đối phương. Đây là khả năng mà hầu như không có hệ thống chống tăng nào trên thế giới có được. Nhược điểm của hai tên lửa này là thiếu khả năng tấn công chớp nhoáng và tấn công phủ đầu như tên lửa Javelin của Mỹ, đồng thời không có khả năng tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn như tên lửa Spike NLOS của Israel. Nhà phát triển KBM cho biết, do tên lửa có tốc độ siêu vượt âm nên hệ thống phòng thủ chủ động APS của xe tăng sẽ khó phản ứng kịp thời trước cuộc tấn công. Đầu đạn nặng hơn 8 kg của Chrysantema được cho là có khả năng xuyên thủng lớp giáp thép đồng nhất RHA dày từ 1.000 đến 1.250 mm. Dù tính năng của Krizantema được đánh giá cao, nhưng tên lửa này vẫn nằm trong danh mục các loại vũ khí hiện đại của Nga không được mua sắm với quy mô lớn, bởi việc nâng cấp những tên lửa cũ có từ thời Liên Xô sẽ được coi là tiết kiệm chi phí hơn so với mua mới tên lửa Krizantema, trừ khi Nga có các đơn đặt hàng mới. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở chiến lược quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine AFU tại Dnepropetrovsk và Krivorok. Trong hoạt động này, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-1 của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Theo các nguồn tin của Nga, các hệ thống phòng không của Ukraine là NASAMS và iris SLM được triển khai gần các thành phố này đã không thể chống lại tên lửa 9M723-1 sở dĩ như vậy bởi các trạm radar đa chức năng MPQ 64F1 và TRML4D vốn là một phần của các tổ hợp trên có tầm quan sát độ cao hạn chế. tên lửa 9M723-1 lao xuống với tốc độ 850 đến 900 m/s ở góc 87 đến 90 độ nên việc đánh chặn chúng rất khó khăn. phía nga cho biết cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng và căn cứ quan trọng của ukraine gây ra thiệt hại đáng kể đồng thời cản trở hoạt động của quân đội Ukraine trong các khu vực này. Các quan chức Ukraine vẫn chưa lên tiếng về mức độ thiệt hại, nhưng một số nguồn tin địa phương cho biết đã có nhiều vụ nổ và vụ hỏa hoạn xảy ra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Iriste được Đức cung cấp cho Ukraine bị tên lửa Iskander Nga phá hủy sau cuộc tấn công chớp nhoáng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tiến hành trinh sát trong khu vực làng Voloskoe, vùng Dnepropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 90 km. Các máy bay trinh sát của Nga phát hiện tổ hợp phòng không Iriste của lực lượng Ukraine trong chế độ trực chiến. Tọa độ mục tiêu đã nhanh chóng được gửi về đơn vị tên lửa Iskander và một cuộc tấn công chính xác đã diễn ra ngay sau đó. Theo bộ này, vụ tập kích đã khiến một bệ phóng Iriste cùng trạm radar TRM-L4D của Ukraine bị phá hủy. Hồi tháng 4, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, Nga có ít nhất là khoảng 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn hơn 350 km. Ông Skibitsky ước tính trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa. Một số báo cáo được đưa ra cách đây vài tháng cho thấy Nga đang cải tiến các tên lửa Iskander và Kinza để chúng có tầm bắn xa hơn, đầu đạn nổ mạnh hơn, tăng cường khả năng né tránh hệ thống phòng không của đối phương tạo ra các tính năng liên lạc tiên tiến hơn, cho phép chúng phối hợp với nhau trong các vụ phóng hàng loạt. Theo nhà tuyên truyền nổi tiếng của chính quyền Kiev, ông Yuri Butoshov, tốc độ tiến quân của Nga đang trở nên đáng báo động, có nguy cơ kéo các khu vực mới của đất nước vào vòng xoáy xung đột, trong khi quân đội Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tấn công mới của lực lượng vũ trang Nga. Hiện giờ, lực lượng Nga chỉ còn cách ranh giới với vùng Donetsk-Propetrov, khoảng 1 giờ lái xe. Đây là khoảng cách rất gần nằm trong tầm đạn pháo của lực lượng Nga. Ông Butusov chỉ rõ rằng, đối với Moscow, quy mô và tốc độ tiến công chậm có thể chấp nhận được bởi họ rất kiên nhẫn, thậm chí lực lượng Nga có thể di chuyển 200 m mỗi tuần mà vẫn cảm thấy đây là tốc độ bình thường. Điều này không có nghĩa là hàng phòng ngự của Ukraine đang sụp đổ và lực lượng Nga đang cố vượt qua nó một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề là các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Dnipropetrov không thể ngăn cản được sự di chuyển chậm chạp này của lực lượng Nga. Một nhà bình luận Ukraine cho biết, cuộc tấn công đang gia tăng nhưng vấn đề chính là Ukraine không thể ngăn chặn được. Ông chỉ rõ, đây chính xác là mối đe dọa đối với vùng Dnipropetrovsk vì nếu điều này tiếp diễn liên tục hàng tuần, nó vẫn sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng thủ và sẽ có một lỗ thủng lớn và một mặt trận rộng mở ở đó. Dnipropetrovsk là khu vực đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của Nga. Trước đó, vào tháng 4, không quân Nga đã giáng một đòn mạnh vào một khách sạn gần sân bay quân sự ở Dnipropetrovsk, khiến tòa nhà đổ sập ngay lập tức, cũng trong cuộc tấn công một vụ nổ thứ cấp đã xảy ra tại kho đạn gần đó. Lực lượng cứu hỏa Ukraine mất nhiều thời gian để dập tắt đám cháy, nhưng cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng. Theo kênh Telegram Military Chronicle, đây cũng là nơi đặt trụ sở của một đơn vị quân đội Ukraine. Cuộc tấn công đã khiến toàn bộ binh sĩ Ukraine tại đây thiệt mạng. Vụ tấn công này là đòn đáp trả của Nga dành cho việc Ukraine tập kích một cơ sở phức hợp ở vùng Smolensk của Nga bằng máy bay không người lái UAV trước đó. Các trang mạng xã hội đưa tin có thương vong và một số cơ sở năng lượng bị hư hại ở các địa phương trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, báo cáo từ các quan chức địa phương đã không cung cấp thông tin chi tiết. Vào đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố video cho thấy tên lửa Iskander của Nga đã tấn công sân bay Sovo ở Donetsk. Đoạn video cho thấy ban đầu máy bay không người lái UAV Nga đang giám sát sân bay, phát hiện có ít nhất 3 tiêm kích đang đậu ở đó. Sau đó, một tên lửa Iskander của Nga đã tấn công địa điểm này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công bằng Iskander đã phá hủy một tiêm kích MiG-29, các loại vũ khí được cất giữ ở gần đó và một số phương tiện phục vụ được nhân viên sân bay sử dụng. Đầu tháng 7, Hải quân Ukraine vừa công bố đoạn video cuộc thử nghiệm trên biển của tàu hộ vệ lớp thứ nhất Ada Hetman Ivan Mazepa F-211 do công ty RMK Marine Shipyard của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo cho Ukraine. Theo thông cáo từ Hải quân Ukraine, trong cuộc thử nghiệm này, thủy thủ đoàn và công ty đóng tàu cùng với các nhà thầu đã kiểm tra hoạt động của tất cả các hệ thống trên tàu, đặc biệt là cách thức hoạt động ở các chế độ khác nhau và với tải trọng khác nhau. Video đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về quá trình thử nghiệm tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa. Được biết, Hải quân Ukraine trước đó đã tuyên bố tàu hộ tống này sẽ gia nhập hạm đội quốc gia trong năm 2024. Theo đó, chiếc thứ hai Hetman Ivan Vyhovsky dự kiến cũng sẽ được chuyển giao vào năm 2025. Mới đây, theo Class Report, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tàu hộ vệ lớp ADA thứ hai đã được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Umerov thông báo cùng với đệ nhất phu nhân Elena Zelenskaya, ông đã tham gia lễ hạ thủy tàu hộ vệ Ukraine Hetman Ivan Vihovsky tại xưởng đóng tàu RMK Marine ở Istanbul. Tham dự lễ hạ thủy còn có Tổng tư lệnh Hải quân Alexei Neyspapa, chủ sở hữu Beka Haluk Berakta, và chủ tịch Matlis Mustafa Zemilev. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đóng hai tàu hộ vệ lớp ADA cho Hải quân Ukraine theo thỏa thuận hợp tác quân sự được ký vào tháng 10 năm 2020. Hai tàu hộ vệ này là một phần của dự án Mingem, dự án tàu chiến quốc gia. Ban đầu được phát triển cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi tàu được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò khác nhau, bao gồm tuần tra hàng hải, giám sát và bảo vệ bờ biển. Các tàu hộ tống này có chiều dài 99,56 mét, rộng 14,4 m, mớn nước 3,89 m và có lượng giãn nước 2.300 tấn. Sử dụng hệ thống động cơ đẩy bao gồm một tua bin khí và hai động cơ diesel, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 53,7 km một và có tầm hoạt động 3.500 hải lý khi di chuyển với vận tốc khoảng 27,78 km một Tàu được trang bị một loạt các cảm biến và hệ thống tiên tiến, bao gồm hệ thống quản lý chiến đấu Genesis, radar tìm kiếm Smart S, MK2, Sona, GPS, radar băng tần X và radar điều khiển hỏa lực. Tàu còn được lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử Ares 2N, hệ thống laser RF và thiết bị gây nhiễu. Hỏa lực được trang bị trên tàu gồm hải pháo OTO Melara Super Rapid 76mm, pháo tầm gần Gok Dennis 35mm và trạm vũ khí điều khiển từ xa Stam 12,7mm. Ngoài ra, tàu còn mang theo 8 tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không BKM và hai ngư lôi MU-90. Gần đây, Nga đã sử dụng loại máy bay không người lái mới tấn công các vị trí quân sự Ukraine ở khu vực Dnepropetrovsk. Nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại thành phố Pavlograd, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhiều cuộc không kích khác cũng đã được ghi nhận ở thành phố Kriviri. Đêm mùng 1 tháng 8, quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề ở khu vực phía đông Kharkov. Bom, máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã phá hủy các cơ sở quân sự ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm gần Chuev, Kupiansk và Volchansk. Các cuộc không kích của Nga cũng đã nhằm vào một số căn cứ quân sự của Ukraine tại thành phố Svetlovsk thuộc vùng Kirovograd và vùng Zhytomyr. Tại Mykolaev, tiếng nổ vang dền ở khu vực Vosnesensk, nơi có một sân bay quân sự khác của Ukraine. Mới đây nhất, kênh Military Summary đưa tin, tại thành phố Volchansk, trên mặt trận Kharkov, lực lượng moscow chiếm thêm nhiều tòa nhà cao tầng theo các video định vị địa lý hơn nữa khu vực này vẫn tiếp tục bị bắn phá dữ dội nhằm ngăn chặn sự tập trung của bộ binh ukraine phía bắc rasdolovka theo hướng sivesk quân đội nga đang tấn công các vị trí của đối phương dọc theo các danh giới rừng và kiểm soát được một số chiến hào theo hướng new york ở donetsk lực lượng moscow đang tiến sâu hơn vào trung tâm và cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng từ phía tây tại pokrovsk Adyka quân đội Nga đang cải thiện vị trí của mình. Lực lượng Kiev ở Timofivka được cho là đã thất thủ và một nửa ngôi làng Vesely đã bị lực lượng Moscow kiểm soát, theo xác nhận trực quan. Đồng thời, Nga có thêm nhiều tiến triển dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Zelane. Truyền thông xã hội đầu tháng trước đã đăng tải video ghi cảnh được cho là Nga sử dụng bom khổng lồ FAB-3000 để tấn công khu New York thuộc vùng Donbass, phá hủy một trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine tại đó. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng bom FAB-3000 đủ sức phá hủy công sự kiên cố nhất. Theo họ, với công nghệ mới, bom này có thể tấn công với độ chính xác cao. Tuần trước, Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được ngôi làng Lozuvaska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Pokrovsk. Ngôi làng Lozuvaska nằm cách thành phố Pokrovsk, Ukraine, mục tiêu chiến lược mà quân đội Nga đang nhắm tới khoảng 24 km. Theo bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, nhờ vị trí thuận lợi nằm ở ngã tư đường bộ, đường sắt. Pokrovsk là mô điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở phía đông. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết Moscow đang đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận. Lưu ý rằng các lực lượng Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát các đảo nhỏ trên sông Dnieper gần thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Theo tướng Sisky, các trận chiến dữ dội cũng diễn ra gần một số làng mạc và thị trấn phía đông Ukraine, bao gồm Krasnohorovka và Chasovya. Trong đó, Chasovya nằm trên địa hình cao, nên việc giành được thị trấn này sẽ đưa Nga đến gần hơn mục tiêu đe dọa các thành phố quan trọng mà Kiev còn kiểm soát ở vùng Donetsk. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc tổng tuyển cử tháng 11, đường đua vào Nhà Trắng bất ngờ dễ hướng với sự xuất hiện của ứng cử viên là đương kim phó tổng thống Kamala Harris. Việc tổng thống Joe Biden rút lui và sự xuất hiện của một gương mặt trẻ hơn, phó tổng thống Kamala Harris đang khiến cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên kịch tính và bất ngờ hơn bao giờ hết. Bước ngoặt mới nhất này đang đẩy không chỉ chiến dịch tranh cử của hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, mà còn cả ứng cử viên Trump đến trước những ngã rẽ mới khó lường trước. Cụ thể hơn, việc thay thế ứng cử viên của đảng Dân chủ đang khiến cuộc đua tranh cử Tổng thống trở lại vạch xuất phát ngay sau khi phó tổng thống kamala harris được đề cử bà đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên chủ chốt của đảng này được các cử tri trẻ tuổi vốn đang bi quan với ông biden nhiệt tình hưởng ứng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà harris không những bắt kịp ông trump mà còn đang có xu thế dẫn trước đặc biệt tại những bang được xem là chiến trường nơi có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử có thể nói rằng cuộc đua trump harris đã trở nên kịch tính ngay từ những ngày đầu tiên hai bên không ngừng đưa ra các phát biểu công kích chỉ trích lẫn nhau Đối với bà Kamala Harris, các yếu tố thuận lợi và bất lợi cho đến nay chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể cơ bản đánh giá như sau. Điểm mạnh nổi bật nhất của bà Harris là tuổi trẻ và sự khác biệt, điều mà cả ông Trump và ông Biden đều không thể có được. Với lợi thế này, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các cử tri độc lập và những người không muốn chọn ai giữa ông Biden và ông Trump. Bên cạnh đó, phó tổng thống cũng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đa số trong nội bộ cũng như cử tri Đảng Dân chủ. Bà Harris đã giải đáp được câu hỏi lớn nhất mà cử tri dành cho ông Biden, đó là khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng thống trong 4 năm tới. Ngoài ra, với lợi thế là phụ nữ, gia đình nhập cư gốc Ấn Độ và Jamaica, bà Harris cũng dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các nhóm cử tri quan trọng, từng giúp Đảng Dân Chủ giữ được thế rằng co với Đảng Cộng Hòa trong bầu cử giữa kỳ năm 2022. Về phía ông Trump, lợi thế quan trọng nhất đó là sự ủng hộ trung thành của các cử tri Cộng Hòa, cũng như việc ông này gần như đã biến Đảng Cộng Hòa thành đảng riêng của mình. Không chỉ vậy, Việc xử lý được xem là bản lĩnh của ông Trump khi bị một tay súng ám sát hụt giữa tháng 7 vừa qua cũng đã giúp gia tăng uy tín với nhận định là tất cả những người ủng hộ sẽ đi bỏ phiếu cho ứng cử viên yêu thích của mình. Ngoài ra, một số phán quyết của tòa án tối cao theo khuynh hướng bảo thủ tại Mỹ, như ông Trump có một số quyền miễn trừ truy tố hình sự, cũng giúp ông này giảm bớt áp lực từ các vụ kiện hình sự đang diễn ra. Tuy nhiên, điểm đặc biệt đối với ông Trump và ekip tranh cử trong cuộc đua này là một số điểm vốn được coi là mạnh trong cuộc đua với ông Biden lại đang trở thành điểm yếu về vấn đề tuổi tác, trí nhớ, năng lực, mũi dùi công kích nhằm vào ông Biden giờ đã được chuyển sang cho ông Trump, vốn hơn bà Harris tới gần 20 tuổi. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử vốn được xây dựng trong 2 năm qua của ông Trump cũng sẽ đối mặt với một đối thủ hoàn toàn mới, khác biệt rõ ràng so với ông Biden. Việc chọn phó tướng Vance, một nghị sĩ mới gần 40 tuổi, ít kinh nghiệm chính trường nhằm đối đầu với ông Biden dường như mất đi tác dụng khi lên danh tranh cử này cạnh tranh với bà Harris. Khoảng một tiếng sau khi Nhà Trắng công bố thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social thông điệp chỉ trích tổng thống Joe Biden đã tạo ra tiền lệ xấu trong đàm phán giải cứu công dân Mỹ. Bài viết không có thông điệp chúc mừng gia đình những công dân Mỹ vừa được trả tự do. Ông Trump viết: "Chúng ta nhận được bao nhiêu người so với phe kia? Chúng ta có phải trả tiền mặt cho họ không? Họ có trả tiền mặt cho chúng ta không? Người dân hãy tự đặt câu hỏi này, vì tôi chắc rằng câu trả lời là không." chúng ta có thả những tù nhân giết người và tội phạm hay không? Nga và phương Tây vừa bất ngờ tiến hành vụ trao đổi tù nhân. Theo đó, Nga nhận 8 công dân và hai trẻ em là con của những người này. Đổi lại, 16 công dân, thường trú nhân phương Tây và các nhân vật đối lập người Nga di chuyển theo chiều ngược lại. Thượng nghị sĩ James David Vance, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói thỏa thuận trao đổi tù nhân là tin tốt lành và ông ủng hộ nỗ lực đưa công dân Mỹ bị giam ở nước ngoài trở về nhà. Ông Vance nói, dù vậy, Chúng ta nên tự hỏi vì sao họ được về nhà. Tôi cho rằng những đối thủ của Mỹ trên khắp thế giới đã nhận ra ông Donald Trump sắp trở lại nên họ muốn giải quyết cho xong. Đây là dấu hiệu tốt và chứng tỏ sức mạnh của ông Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tháng 7 khi nhận đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng rằng các nước đang giam công dân Mỹ nên sớm thả con tin trước khi tôi nhậm chức hoặc các người sẽ trả giá rất đắt. Theo Reuters, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc trao đổi là một kỳ tích về ngoại giao và tình hữu nghị và ca cá ngợi các đồng minh của Washington vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Ông nói, điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có các đồng minh của chúng tôi. Hôm nay là một ví dụ rõ ràng về lý do tại sao việc có bạn bè trên thế giới này lại quan trọng như vậy. Thông điệp này được Washington Post bình luận là chỉ trích ngầm nhằm vào cựu Tổng thống Trump, người theo chủ trương nước Mỹ trước nhất và thường xuyên chỉ trích các đồng minh châu Âu không bù đắp song phẳng cho chiếc ô an ninh của Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần công kích ông Biden không đủ khả năng đàm phán được công dân Mỹ trở về nước. Và nếu đắc cử thì ông Trump có thể không cần phải đánh đổi bất kỳ điều gì, vẫn có thể đàm phán thành công. Ngày 1 tháng 8, Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, tháng mà ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành. Số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong tháng 7 tăng 24% so với con số 111,8 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 6. Số tiền tài trợ mà quỹ tranh cử của cựu tổng thống này hiện có là 327 triệu đô la Mỹ. Hồi đầu tháng 7, ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết đã gây quỹ được 331 triệu đô la Mỹ trong quý 2, vượt qua con số 264 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là tổng thống đương nhiệm Joe Biden huy động được trong cùng giai đoạn sự kiện ám sát hụt ông Trump vừa qua tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania được cho là góp phần thúc đẩy các khoản đóng góp cho chiến dịch gây quỹ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, vẫn chưa công bố tổng số tiền quyên góp được trong tháng 7. Tuy nhiên, Reuters đưa tin, trong vòng một tuần tính từ ngày Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức bắt đầu tranh cử, Chiến dịch của bà nhận được 200 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp, một thành tích đáng kinh ngạc. Theo đội ngũ của bà Harris, 66% trong số đó là tiền ủng hộ từ những người mới tham gia quyên góp. Ngoài ra, cũng có 170.000 tình nguyện viên mới tham gia chiến dịch tranh cử của bà Harris. Michael Tyler, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho biết, động lực và năng lượng dành cho phó tổng thống Harris là có thật và các nguyên tắc cơ bản của cuộc chạy đua cũng vậy. Cuộc bầu cử đang đến rất gần và được quyết định bởi một số ít cử tri ở một số bang. Bà Harris gần như nắm chắc tấm vé trở thành ứng cử viên đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay sau khi tổng thống Joe Biden quyết định ngừng chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua cho thấy bà Harris đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ Donald Trump. Song cựu tổng thống này vẫn đang dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát toàn quốc trước lò ngại sự trỗi dậy mạnh mẽ và nhanh chóng của bà Harris chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Ngày 29 tháng 7 công bố chi 10 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo. Đây là chiến dịch quảng bá lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1 năm nay. Ngày mùng 1 tháng 8, theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đa quốc gia diễn ra tại đường băng sân bay ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, 10 người Nga, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã được trao đổi với 16 người phương Tây và người Nga bị giam tại Nga và Belarus. Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán bí mật. Nhóm người phương Tây được thả gồm công dân các nước Mỹ, Slovenia, Na Uy, Đức, Ba Lan. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc trao đổi là một kỳ tích về ngoại giao và tình hữu nghị và ca ngợi các đồng minh của Washington vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Ông nói, điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có các đồng minh của chúng tôi. Hôm nay là một ví dụ rõ ràng về lý do tại sao việc có bạn bè trên thế giới này lại quan trọng như vậy. Ngoài ra, việc này có thể mang lại cho bà Harris một điểm tích cực để đưa ra trong chiến dịch tranh cử chống lại ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống Donald Trump theo Reuters. Theo tờ The Wall Street Journal, sau khi những người Mỹ bị giam ở Nga được thả, bà Harris viết trên mạng xã hội X rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nỗi thống khổ khủng khiếp của họ đã qua và họ sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Bà Harris còn nhấn mạnh bà và tổng thống Biden sẽ không ngừng làm việc cho đến khi mọi người Mỹ bị giam giữ hoặc làm con tin một cách bất công được đưa về nhà. Một quan chức nhà trắng tiết lộ với The Wall Street Journal rằng bà Harris đã đóng vai trò trong các cuộc đàm phán với các đồng minh để đảm bảo thỏa thuận trao đổi tù nhân nói trên. Vị quan chức cho biết thêm, bà Harris đã gặp riêng thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Slovenia Robert Golob tại hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 để thúc giục cả hai nhà lãnh đạo thúc đẩy thỏa thuận. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng việc trả tự do cho những người nga bị kết tội nghiêm trọng để đổi lấy những người mỹ mà washington cho là bị giam giữ bất công có thể khuyến khích đối thủ của mỹ bắt cóc con tin mối lo ngại đó nhanh chóng khiến ông biden phải hứng chịu các cuộc công kích từ đảng cộng hòa nhà trắng đã dẫn đầu sau nhiều tháng đàm phán bí mật với nga bất chấp căng thẳng về ukraine nhưng cũng phải dựa vào các đồng minh châu âu những nước vốn không muốn trao trả tội phạm bị kết án cho moscow Ông Biden thậm chí còn gọi điện cho Thủ tướng Slovenia một giờ trước khi tuyên bố dừng tranh cử để hối thúc nước này thả hai người Nga. Cuộc trao đổi tù nhân vừa qua là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trước đó, 25 người Mỹ đã được đổi lấy 3 người Liên Xô và một người Ba Lan vào năm 1985. Vào năm 2010, Tổng thống Putin cũng đích thân chào đón một nhóm người Nga bị bắt trước cáo buộc làm gián điệp ở Mỹ. Tổng cộng có 10 công dân Nga được đổi lấy 4 điệp viên phương Tây. Mới đây, Đảng Dân Chủ khởi động cuộc bỏ phiếu công nhận bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 8, kết thúc lúc 18 giờ ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương, tổ chức theo hình thức bỏ phiếu điện tử thay vì bỏ phiếu trực tiếp như thường lệ. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, chấm dứt nhiều tuần áp lực từ bên trong nội bộ Đảng Dân Chủ ngay sau màn trình diễn gây thất vọng của ông tại cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Và điều gây chú ý hơn nữa là Tổng thống Biden nhanh chóng tuyên bố ủng hộ phó tướng, phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Động thái này của ông Biden mở ra cơ hội lớn nữa cho bà Harris, người phụ nữ da màu và là người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức phó Tổng thống Mỹ. Nếu trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ và đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tổng thống Mỹ. Hãng tin cũng cho biết việc công nhận bà Harris trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ chỉ là thủ tục do không có bất cứ đảng viên Dân Chủ nào đứng ra phản đối bà nắm giữ vị trí cao nhất trong danh sách ứng cử viên. Thực tế đến nay, gần 4.000 đại biểu, các nhà hoạt động và chính trị gia tham gia bầu cử sơ bộ đã gửi chữ ký ủng hộ ghi tên Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bỏ phiếu điện tử này. Ông Jaime Harrison, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ DNC nói Đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội quan trọng cho các đại biểu bỏ những lá phiếu lịch sử cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Từ đó đảm bảo bà sẽ có tên trên lá phiếu ở mọi tiểu bang vào tháng 11 này. Cách đây ít hôm, Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ DNC thông báo Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến đề cử ứng viên Tổng thống của đảng này. Theo báo Politico, có 3 ứng cử viên khác đã nộp hồ sơ lên DNC nhưng họ không thu thập đủ 300 chữ ký của các đại biểu để bước vào cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Các cuộc khảo sát trước đó của truyền thông Mỹ cho thấy bà Harris đã giành được sự ủng hộ vượt xa mức 1.976 đại biểu cần thiết. Số phiếu đại biểu cần thiết để đảm bảo được đề cử ngay từ vòng đầu tiên tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Theo đài CNN ngày 1 tháng 8, giá trị cổ phần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại công ty Trump Media công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập đã giảm 900 triệu đô la Mỹ kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 7. Kể từ khi bà Harris ra tranh cử, giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm khoảng 23%, bao gồm một đợt giảm mạnh vào ngày 1 tháng 8 trong bối cảnh thị trường bán tháo rộng rãi. Giá trị cổ phần của ông Trump tại Trump Media ở mức hơn 4 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày giao dịch cuối cùng Trước khi tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi cuộc đua, kể từ đó, giá trị cổ phần của ông Trump đã giảm xuống còn khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ. Đợt bán tháo diễn ra khi các cuộc thăm dò toàn quốc và tại các bang chiến trường cho thấy cuộc đua quyết liệt giữa ông Trump và bà Harris. Cổ phiếu đã trở thành phương tiện để các nhà giao dịch phố Wall đặt cược vào triển vọng cựu tổng thống Trump trở lại nhà trắng, vì Social có thể trở thành nền tảng truyền thông của tổng thống nếu ông Trump thắng cử. Trước đó, tài sản của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump tăng vào thêm cả tỷ đô la Mỹ sau vụ bị ám sát hụt tại Pennsylvania hồi giữa tháng 7. Cựu tổng thống Mỹ lọt trở lại top 500 tỷ phú giàu nhất trên thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes. Trump Media chỉ là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà ông Donald Trump xây dựng. Cựu tổng thống Mỹ có truyền thống kinh doanh lâu đời và là tỷ phú đô la Mỹ trước khi trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Trump có nhiều tài sản là bất động sản, trong đó có tòa tháp Trump, Trump Tower, 58 tầng ở số 721, 725 Fifth Avenue, giữa đường 56 và 57 ở Midtown, Manhattan, thành phố New York. Trump Tower được dùng làm trụ sở của The Trump Organization. Theo Forbes, tính đến giữa tháng 7, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1 tỷ đô la Mỹ so với phiên liền trước và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú đô la Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, ông Trump bị loại khỏi danh sách 500 người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Bloomberg từ đầu tháng 4. Trước đó, giữa tháng 2, tài sản của ông Trump cũng tụt giảm sau khi tòa New York phạt ông gần 355 triệu đô la Mỹ với tội cố ý gian lận tài chính suốt một thập kỷ và cấm kinh doanh 3 năm. Hôm 17 tháng 2, theo ước tính của Forbes, ông Trump có khối tài sản trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm 2016, khi mới đắc cử tổng thống, ông Trump có khối tài sản khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Ông tuyên bố chỉ nhận lương 1 đô la một năm, giống các cựu tổng thống John F Kennedy và Herbert Hoover. Vụ hai nhân vật chủ chốt của phong trào hồi giáo Hamas, Giải Gaza, Palestine và phong trào hồi giáo Hezbollah, Liban bị ám sát đã đẩy căng thẳng ở Trung Đông gia tăng nghiêm trọng. Theo tờ The Guardian, Diễn biến trên không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo phe trục kháng chiến Iran bị ám sát kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Danh sách các lãnh đạo của Iran và trục kháng chiến Iran bị ám sát trong gần 10 tháng qua mà Israel được cho là thủ phạm gồm có chỉ huy tiểu đoàn Hamas Ibrahim Biari, tướng Iran Razi Mousavi, lãnh đạo cấp cao Hamas Saleh al-Arori, phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas Mawan Isa là một trong những người lên kế hoạch cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Sĩ quan cấp cao IRGC Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy Hezbollah Mohammad Nasser, chỉ huy quân sự Hamas Mohammad Deif nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel kể từ năm 1995 và đã thoát khỏi nhiều âm mưu ám sát của Israel. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 7, ông đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi. Chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Zouk là cố vấn cấp cao của lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah. Gần đây nhất là lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát trong vụ nổ bom ở Iran. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Ông Haniyeh là một nhà lãnh đạo chính trị lâu năm của Hamas, là người đưa ra quyết định cho nhóm bên cạnh lãnh đạo quân sự Hamas, Jaia Sinwa. Chuyên gia cảnh báo Iran có thể tung đòn đáp trả đau đớn sau khi cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Ông CS Mohammad Marandi, nhà phân tích chính trị và giáo sư tại Đại học Tehran, dự đoán hành động trả đũa của Iran đối với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran sẽ khốc liệt hơn đau đớn hơn so với những gì Taliban đã trải qua sau khi họ tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus. Theo đánh giá hàng năm vào năm ngoái của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), lực lượng vũ trang Iran nằm trong số những lực lượng lớn nhất ở Trung Đông, với ít nhất 580.000 binh sĩ đang tại ngũ và khoảng 200.000 binh sĩ dự bị đã qua đào tạo thuộc quân đội truyền thống và quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo (IRGC). Cả quân đội và vệ binh cách mạng đều có các lực lượng lục quân công quân và hải quân riêng biệt và đang hoạt động. Trong đó IRGC chịu trách nhiệm về an ninh biên giới của Iran. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang điều phối các quân chủng và đề ra chiến lược tổng thể. Ông Fabian Hins, chuyên gia về quân đội Iran tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Berlin cho biết, Iran sở hữu một trong những kho vũ khí tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái lớn nhất ở Trung Đông. Số này bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, cũng như tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km. Chúng có năng lực và tầm bắn để tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông, bao gồm cả Israel. Các vụ tấn công và ám sát được cho là do Israel tiến hành chỉ có tác động ngắn hạn đến các hoạt động trong khu vực của Iran khi loại bỏ các chỉ huy có nhiều năm kinh nghiệm và có mối quan hệ với những người đứng đầu lực lượng dân quân đồng minh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chuỗi chỉ huy của các lực lượng vũ trang bên trong Iran vẫn còn nguyên vẹn và đó sẽ là những người chỉ đạo các cuộc tấn công tiềm tàng vào Israel hoặc các mục tiêu khác và bảo vệ lãnh thổ Iran nếu chiến tranh nổ ra. Theo Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham, dự luật cho phép Tổng thống Mỹ có thể thực hiện các hành động quân sự nhằm vào Iran, có thể sẽ được bỏ phiếu vào trước kỳ nghỉ của Quốc hội Mỹ vào tháng 8. Dự luật mới được các thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho phép, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tấn công quân sự Iran nếu an ninh quốc gia của Mỹ bị đe dọa. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói, Tổng thống được phép sử dụng mọi vũ lực cần thiết và phù hợp chống lại Iran nếu xác định Tehran tạo ra các mối đe dọa được nêu trong dự luật. Theo dự luật này, hành động quân sự sẽ được nhà trắng cân nhắc. Gồm đầu tiên, Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và hành động này đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ. Thứ hai, Iran sở hữu uranium làm giàu đến cấp độ vũ khí, sở hữu đầu đạn hạt nhân hoặc sở hữu phương tiện vận chuyển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù dự luật chỉ giới hạn trong chương trình hạt nhân của Iran, nhưng nó đủ rộng để cho phép ông Biden tấn công Iran ngay khi dự luật được thông qua. Mặc dù Iran không được cho là sở hữu đầu đạn hạt nhân, nhưng nước này đã có một kho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nếu Iran có được một đầu đạn. Tổng thống Biden sẽ nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ tấn công Iran nếu ông xác định rằng đó là một mối đe dọa. Ông Graham cũng đưa ra một dự luật khẳng định bất kỳ hành động căng thẳng nào của Hezbollah cũng sẽ được coi là hành động gia tăng của Iran và thúc giục Quốc hội và Tổng thống Mỹ sử dụng mọi công cụ ngoại giao và khả năng thể hiện sức mạnh để buộc cả hai bên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng không được cụ thể hóa bằng việc cho phép sử dụng vũ lực quân sự. Vừa qua, Thượng nghị sĩ Graham đã đăng trên X rằng đã đến lúc phải bắt đầu nói về hành động quân sự khi nhắc đến các mối đe dọa của Iran đối với Israel, Mỹ và thế giới. Cả hai dự luật đều được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Hezbollah của Liban và Israel cũng như Iran và Israel. Đầu tuần này, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Fawad Shuk đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam Liban. Thượng viện và Hạ viện Mỹ có kỳ nghỉ ngắn và chỉ nhóm họp trong trường hợp khẩn cấp. Quốc hội Mỹ dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 9 tháng 9. Theo tờ Nikkei Asia, Nhật Bản sẽ bán một số lượng không được tiết lộ tên lửa Patriot do nước này sản xuất cho Mỹ với giá 3 tỷ yên, tương đương gần 20 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận này nhằm giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ tên lửa Patriot đang cạn kiệt, đặc biệt là sau khi tăng cường phòng không cho Ukraine. Cơ quan mua sắm công nghệ và hậu cần Nhật Bản, ATLA, đã công bố thỏa thuận nói trên sau khi Nhật Bản quyết định chuyển giao một số hệ thống Patriot hiện có của lực lượng phòng vệ SDF nước này, theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là một động thái quan trọng trong việc củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Báo Zernikei đưa tin, một quan chức ATLA, từ chối bình luận về số lượng tên lửa Patriot sẽ bán cho Mỹ. Tuy nhiên, một cựu quan chức của Lầu Năm Góc nắm rõ thông tin đàm phán đưa ra con số khoảng 10 tên lửa. Trong khi đó, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đã công bố một bản cập nhật sâu rộng cho Liên minh Quốc phòng của họ nhằm ứng phó với những mối đe dọa toàn cầu sâu sắc đối với hòa bình và an ninh. Trong cuộc họp 2 cộng 2 ở Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cùng những người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken và Lloyd Austin đã nhất trí thành lập một sở chỉ huy lực lượng chung mới của Mỹ. Sở chỉ huy này sẽ đảm nhận trách nhiệm chính trong việc điều phối các hoạt động an ninh trong và xung quanh Nhật Bản. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã kết thúc một loạt các thảo thuận, trong đó họ đã nhất trí thành lập các nhóm làm việc chung về sản xuất tên lửa, sửa chữa tàu và máy bay, cũng như phục hồi chuỗi cung ứng quốc phòng. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, Ram Emanuel, nhấn mạnh rằng cơ sở công nghiệp quân sự của Mỹ không thể đáp ứng được mọi thách thức về an ninh. Ông cho rằng năng lực kỹ thuật công nghiệp và sản xuất của Nhật Bản là một bước phát triển lớn, đáng kể, có tầm quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Những bước đi này không chỉ củng cố quan hệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Mỹ, mà còn thể hiện sự cam kết chung trong việc ứng phó với những mối đe dọa toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Ở Nhật Bản, tập đoàn công nghệ nặng Mitsubishi sản xuất mỗi năm khoảng 30 tên lửa cho lực lượng phòng không. Hiện lực lượng phòng vệ Nhật Bản sở hữu 3 loại tên lửa Patriot, PAC-2, PAC-3 và PAC-3 MSE tối tân hơn. Phiên bản tối tân của Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ một tên lửa với tầm bắn căng rộng hơn 50% so với phiên bản bình thường. Vì thế, với 19 triệu đô la Mỹ trong 10 tên lửa, nhiều khả năng Mỹ mua phiên bản thường của tên lửa Patriot. Về phần mình, ATLA cũng xác nhận sẽ sớm bán tên lửa PSC-3 cho quân đội Mỹ. Hãng tin Reuters mới đây dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hezbollah đã đánh giá Israel sẽ không tập kích vùng ngoại ô Dahieh phía nam thủ đô Beirut thành trì của nhóm này do tin rằng phía Tel Aviv sẽ tuân thủ những ranh giới ngầm như hai bên thường thực hiện. Một số nhà ngoại giao, trong đó có đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã thúc giục Israel không tấn công Dahiye, dù phía Israel không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Nhưng nhiều nhà ngoại giao đã tin rằng Israel sẽ không nhắm vào Dahiye. Hezbollah đã sơ tán nhân sự khỏi một số địa điểm hoạt động quan trọng ở phía Nam và phía Đông Liban để đề phòng các cuộc tấn công từ Israel, nhưng không làm tương tự với Beirut trong những ngày trước khi Israel tập kích. Các chỉ huy của Hezbollah còn di chuyển công khai quanh Dahiye. Cuối cùng, nhận định của họ và Hezbollah đã sai khi quân đội Israel tập kích Beirut và khiến chỉ huy Fuad Suk, cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng. Vụ tấn công còn khiến một cố vấn quân sự Iran và năm dân thường thiệt mạng. Các quan chức Liban và lực lượng Hezbollah đang hoài nghi liệu những đảm bảo ngoại giao được truyền đạt tới họ chính xác hay chưa. Căng thẳng Israel, Hezbollah gần đây gia tăng sau đòn tập kích vào sân bóng ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Israel cáo buộc Hezbollah gây ra và đe dọa đáp trả trong khi nhóm này phủ nhận. Israel đã thông qua các nhà ngoại giao phương Tây truyền thông điệp đến nhóm vũ trang Hezbollah rằng việc nhắm mục tiêu vào dân thường Israel trên diện rộng sẽ dẫn đến xung đột toàn diện. Thông điệp Israel gửi đi lưu ý Hezbollah rằng Tel Aviv nhắm mục tiêu vào các chỉ huy và tay súng của Hezbollah chứ không đánh vào cơ sở hạ tầng của nhóm này. Do đó, Israel kỳ vọng nhóm Hezbollah sẽ chỉ nhắm vào mục tiêu là các nhân vật quân sự của Israel. Israel cho rằng ông Suk là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah và là người phải chịu trách nhiệm vụ không kích ngày 27 tháng 7 khiến hàng chục thanh thiếu niên ở cao nguyên Golan thiệt mạng. Các nguồn tin của Reuters gồm 8 nhà ngoại giao am hiểu các nỗ lực hòa giải gần đây do Mỹ dẫn đầu cùng 3 nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah. Một nhà ngoại giao châu Âu nói rằng Israel đã phớt lờ những nỗ lực kiềm chế nước này đáp trả và quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Trong tang lễ của chỉ huy Suk, thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah tuyên bố Israel không ý thức được họ đã vượt qua làn danh đỏ tới mức nào. Ông Nasrallah nói thêm một số quốc gia đã đề nghị Hezbollah không đáp trả cuộc tập kích, xong ông từ chối. Theo nhận định của tờ Nhật báo Saba, những phát biểu gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc có thể hành động quân sự chống Israel đã gây ra sự quan tâm lớn và làm dấy lên những câu hỏi về khả năng xung đột giữa hai quốc gia này. Được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và những chỉ trích mạnh mẽ đối với chính sách của Israel đối với người Palestine, lời nói của Tổng thống Erdogan đã khiến nhiều người tự hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự dự định đưa lực lượng vào Israel hay không. Tổng thống Erdogan đã so sánh khả năng can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào tình hình Israel với các kế hoạch quân sự trước đây ở Karabakh và Libya. Ông cho biết, giống như cách Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp ở các khu vực khác, hành động chống Israel cũng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, so sánh này không hoàn toàn chính xác. Thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ không trực tiếp tiến vào Karabakh mà chỉ hỗ trợ các hoạt động của Azerbaijan. Còn ở Libya, động thái can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu liên quan đến hỗ trợ chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận. Tờ Sabah cho rằng, những phát biểu của ông Erdogan phản ánh sự thất vọng khi không thể ngăn chặn các hành động của Israel đối với người Palestine. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực để ngăn chặn những hành động này thông qua các biện pháp ngoại giao, cung cấp viện trợ nhân đạo và kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài. Mới nhất, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 8, ông Erdogan nói rằng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục cho thấy họ không muốn ngừng bắn vào hòa bình, thể hiện sự thất vọng và sự phẫn nộ của Thổ Nhĩ Kỳ về vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh, trường đoàn đàm phán của phía Palestine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Ông Erdogan lưu ý rằng Vụ ám sát đã giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực ngừng bắn và Tel Aviv muốn lan truyền bạo lực ở Gaza trên khắp khu vực. Phản ứng mạnh mẽ từ nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ ám chỉ can thiệp quân sự đã làm dấy lên lo ngại trong chính quyền Israel. Phản ứng của chính quyền Israel đối với các phát biểu từ ông Erdogan đã rất quyết liệt. Các quan chức Israel đã chỉ trích thổ nhĩ kỳ về cáo buộc diệt chủng người quốc và ủng hộ Hamas. Bộ trưởng ngoại giao Israel thậm chí gợi ý rằng NATO nên trục xuất thổ nhĩ kỳ. Những phản ứng này cho thấy sự ám chỉ về can thiệp cũng đủ để làm giấy lên lo ngại trong nội bộ chính quyền Israel. Mặc dù những phát biểu của ông Erdogan có thể bị hiểu là đe dọa tấn công quân sự, nhưng chúng có thể chỉ là một phần trong chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ người Palestine và tạo sự đoàn kết quốc tế. Tổng thống Erdogan dường như đang cố gắng tạo ra đoàn kết quốc tế xung quanh vấn đề Palestine và nhấn mạnh cần thiết phải có một mặt trận thống nhất chống các hành động của Israel. Hiện tại, theo tờ Sabah, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ thực sự can thiệp quân sự với Israel là rất thấp. Những hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ chủ yếu nhằm mục đích tự vệ và chống các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Do đó, những phát biểu của ông Erdogan dù có thể khiến một số người lo lắng, nhưng chúng chủ yếu phản ánh sự tức giận và thất vọng của Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình hiện tại và mong muốn tạo ra sự đoàn kết quốc tế. Việc Thổ Nhĩ Kỳ có hành động quân sự thực sự chống lại Israel hay không vẫn là một câu hỏi mở, nhưng thời điểm này can thiệp quân sự vẫn chưa phải là một kịch bản khả thi. Mới đây, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Andrea de Domenico, đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở giải Gaza và bờ Tây, nhấn mạnh tình trạng của người dân tại các vùng lãnh thổ Palestine. Trong cuộc họp báo qua video tại Đông Jerusalem, ông Domenico cho biết trong 10 tháng qua, ông đã chứng kiến sự kiệt quệ hoàn toàn về thể chất và tinh thần của toàn bộ người dân ở Gaza và bờ Tây theo OCHA, tình trạng xung đột, lệnh sơ tán liên tục, trở ngại đối với việc tiếp cận viện trợ và nhiều thách thức khác đang ngăn cản những nỗ lực cứu trợ cho người dân Gaza. Chương trình lương thực thế giới WFP và các tổ chức khác cho biết, họ không thể chuyển đủ lương thực viện trợ Gaza do không có đủ cửa khẩu, khó xin giấy phép di chuyển trong Gaza và tình trạng không an toàn, mất trật tự công cộng. OCHA cho biết thêm, hơn 20 điểm phân phối lương thực của WFP đã không còn hoạt động do các lệnh sơ tán gần đây. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn dự trữ hạn chế, WFP đã phải giảm khẩu phần của mỗi gia đình xuống mức tối thiểu để đảm bảo những người phải sơ tán đều có lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của họ. OCHA cho biết thêm, các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc cũng lo ngại về vấn đề nguồn nước sinh hoạt và hệ thống vệ sinh khi hồ chứa Canada ở Rafah với sức chứa 3.000 mét khối nước phục vụ hàng nghìn người sơ tán đang trú ẩn ở thành phố này đã bị phá hủy tuần trước. Các đối tác nhân đạo cảnh báo việc hồ chứa này bị phá hủy có thể cản trở việc người dân quay trở về Rafa và đẩy nhiều gia đình vào tình trạng sử dụng nguồn nước không an toàn, gây nguy cơ mất nước, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu Trợ và Việc Làm dành cho người tị nạn Palestine UNRWA đã khởi động chương trình đưa trẻ em tại Gaza quay trở lại trường học. Người đứng đầu UNRWA, ông Philip Lazarini cho rằng chương trình này là bước đầu tiên trên chặng đường dài, trong đó tập trung vào các hoạt động nhằm giúp trẻ em có nơi trú ẩn trước những nỗi kinh hoàng mà xung đột gây ra. Trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza, ngày 1 tháng 8, ngoại trưởng Jordani Aiman Safadi và người đồng cấp Luxembourg Xavier betel người đang có chuyến thăm Amman đã cùng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza, đồng thời sớm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Theo ông Safadi, ưu tiên hàng đầu hiện nay tại Trung Đông là ngừng xung đột, chấm dứt thảm họa nhân đạo và ngăn chặn tình hình gia tăng. Về phần mình, ông Bethel nhấn mạnh, lúc cam kết ngăn chặn xung đột tại Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn và thực hiện giải pháp hai nhà nước. Ông cho biết thêm, lúc sẽ tăng viện trợ và hỗ trợ cho UNRWA. Cùng ngày ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Fahan Al Saud cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hai bên đã thảo luận những diễn biến ở khu vực Trung Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm gia tăng xung đột và đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza Thời báo Israel dẫn thông cáo từ IDF viết các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF với sự hướng dẫn từ sư đoàn tình báo đã vô hiệu hóa ông Mohammed Al Jabari phó chỉ huy đơn vị sản xuất vũ khí của Hamas ông Al Jabari được giao nhiệm vụ sản xuất vũ khí cho khu vực phía bắc giải Gaza, phân phối nguồn tài chính cho thành viên phong trào Hamas, cũng như tham gia tích cực trong việc khôi phục năng lực chế tạo tên lửa của tổ chức. IDF sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Israel tập kích một tòa nhà được cho là nơi phó chỉ huy Hamas Al Jabari đang ẩn náu. Hiện Hamas chưa bình luận về những tuyên bố và video được IDF đăng tải. Hồi tháng 7, IDF ra tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo các tiêm kích của chúng tôi đã tấn công vào khu vực thành phố Khan Yunis và sau đánh giá tình báo, có thể xác nhận ông Mohamed Deif đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Theo IDF, ông Deif là người khởi xướng lên kế hoạch và thực hiện vụ đột kích vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong vụ không kích của IDF vào Khan Yunis, quả bom nặng khoảng 900kg đã phát nổ xung quanh ngôi nhà nơi ông Deif ẩn náu cùng cấp phó tạo ra hố bom rất lớn. Với tư cách người đứng đầu lữ đoàn Ezzedin Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, ông Deif là một trong những người bị Israel truy nã gắt gao nhất gần 3 thập kỷ qua và bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố quốc tế từ năm 2015. Theo quân đội Israel, ông Deif đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel trong nhiều năm qua. Ông Deif hoạt động cùng với Yahya Sinwa, thủ lĩnh Hamas ở Gaza. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên tại căn cứ Liên hợp Andrew rằng tôi rất lo ngại về tình hình khi đề cập căng thẳng gia tăng tại Trung Đông gần đây. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh vụ hạ sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran trước đó không có lợi cho tình hình khu vực, nhất là đối với những cuộc đàm phán giữa Hamas và chính phủ Israel về chấm dứt xung đột ở giải Gaza. Tổng thống Biden nói thêm rằng ông đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hối thúc lãnh đạo Israel nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn. Nhà Trắng trước đó cho biết ông Biden cam kết với Thủ tướng Netanyahu rằng Washington sẽ hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Tel Aviv chống lại mọi mối đe dọa, trong đó có triển khai những biện pháp phòng thủ mới của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ lực lượng và hệ thống vũ khí nào sẽ được Mỹ huy động để giúp Israel ứng phó khả năng Iran tấn công trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Haniye. Lần đầu tiên kể từ tháng 2, các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ở phía nam Đa, Iraq hôm 30 tháng 7 nhằm vào thành phần chủ chốt của lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq do Iran hậu thuẫn. Mỹ và Israel đã một lần nữa chứng minh năng lực tình báo và tấn công ấn tượng của họ tại những nơi mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đưa lên hàng đầu trong danh sách bảo vệ. Điều đáng chú ý là các quan chức cấp cao của Mỹ ở Riyadh, Ả Rập Xê Út đã thảo luận về các hoạt động phòng thủ trên biển và trên không chống lại Houthi, lực lượng do Iran hậu thuẫn. Động thái này diễn ra sau vụ ám sát thành công của Israel hồi tháng 4 nhằm vào chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds, thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, là chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, Tại tòa nhà Lãnh sự Iran ở thủ đô Damas của Syria. Cuộc tấn công này đã thúc đẩy Iran tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp quy mô lớn chưa từng có vào Israel. Chưa đầy 2 tuần sau đó, nếu không có hệ thống phòng không trên toàn khu vực do Mỹ chỉ huy, cuộc tấn công của Iran khi đó có thể gây thiệt hại lớn cho Israel. Theo quan điểm của Tehran, sẽ không khôn ngoan nếu cố tình khơi mào một cuộc chiến khu vực, đặc biệt là có nguy cơ liên quan đến Mỹ. Do đó, ông William Xler, giám đốc cấp cao của chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định Tehran cũng sẽ đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát theo cách mà họ tin rằng sẽ tránh được chiến tranh khu vực. Chính vì vậy, mối nguy hiểm chính hiện nay vẫn là vấn đề tính toán sai lầm hơn là ý định. Trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh xảy ra ở Iran, đây không phải một quan chức Iran bị giết hại, nhưng Iran có thể phản ứng để không rơi vào tình trạng thiếu tính gian đe đối với Israel. Việc giết hại ông Haniyeh, một trong những nhà đàm phán chính của Hamas, không có nghĩa là cơ hội thả con tin và thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Gaza đã chấm hết nhưng gần như chắc chắn sẽ bị trì hoãn một lần nữa. Trước mắt, phản ứng của Iran, Hezbollah và Hamas sẽ định hướng cho tình hình Trung Đông trong những tuần tới và tháng tới, có thể khiến tình hình căng thẳng trở lại hoặc hướng tới một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh cũng được xem là một đòn giáng mạnh nữa vào bộ máy tình báo của Iran, vốn đã nhiều lần không ngăn chặn được các vụ phá hoại, ám sát và tấn công mạng trên lãnh thổ Iran. Có thể nói, Israel đang trong thế tứ bề thọ địch. Tuy nhiên, bất chấp những phát ngôn cứng rắn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy các bên đều không muốn kích hoạt một cuộc đối đầu toàn diện. Israel có nguy cơ xa lầy ở giải Gaza. Iran và Hezbollah đều có những khó khăn nội bộ cần tập trung giải quyết. Giới phân tích cho rằng, cũng giống như các đợt xung đột trước, vòng đối đầu trả đũa lần này vẫn có thể được khống chế, trừ phi lại tiếp tục xảy ra một tính toán sai lầm như vụ tấn công vào cao nguyên Golan khiến 12 trẻ em Israel thiệt mạng.